đây là làng rau ở Bình Ngọc nè, Bình Ngọc Ngọc Lãng á, Ngọc Lan hết kiểu đây rau đâu mà ăn, quá trời ngọc. Đi trên đường cầu Đà Ràng mới đó nha mọi người. Quá nước nhưng mà cũng không thiệt hại gì nặng nề. Mấy trụ điện này chưa ngã mà kiên cố quá. Xả lũ nè mọi người, trên thượng nguồn đang như vậy đó, quá trời nước luôn. Linh láng nè, là hướng Phú Lâm coi thử có thiệt hại gì nặng nề không. Bên thành phố hiện tại là ổn định, không có gì nghiêm trọng, chỉ có một vài hai bên đường cây xanh có gãy nhưng mà ít.